Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình, thì hôm nay mình sẽ làm một quay quay lại khung cảnh chùa thầy để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái hả. Chúc ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo khi có video sớm nhất trên kênh của mình cái hả. Thì hôm nay mình sẽ di chuyển đến ngôi chùa thầy, ngôi chùa cổ kính có từ rất lâu đời. Phong cảnh thiên nhiên hữu tình rất là đẹp ở nơi đây để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cái này nhá. Đây là khung cảnh toàn cảnh của khu Đại Sơn ở phía trên đỉnh núi chùa thầy cái này nhá. Núi chùa thầy rất là đẹp không cả nhà. Chùa thầy là một ngôi chùa cổ kính cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 25 km về hướng tây nam, được nhiều du khách và Phật tử thập phương đến chiêm bái cầu bình an. Ở đây có thiên nhiên phong cảnh hữu tình, không khí trong lành và mát mẻ. Hôm nay mình sẽ di chuyển đến đây quay lại khung cảnh chùa thầy vào buổi chiều. Mọi người đang tập trung tắm ở trên hồ chùa thầy này gái nhá. Hồ phía trước chùa thầy còn gọi là hồ Long Trì. Đây là mình sẽ di chuyển đến đây và quay lại khung cảnh vào buổi chiều. Mình cùng mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cái này nha. Khung cảnh ở phía trước của hồ Long Trì thì mình sẽ di chuyển qua các cái khu để mình quay lại khung cảnh ở xung quanh bờ. Rồi mình sẽ di chuyển vào khu Thủy Đình ở phía trước. Mọi người đang tập trung tắm thì mình sẽ quay lại khung cảnh ở phía trước chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay. Thank you.
cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Và bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.